Nhà đất xin kính chào quý anh chị ạ. À. Hôm nay nhà đất đăng tải lên một mảnh đất ở tại đường đây là con đường Ngô Gia Tự của huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Và đây ạ, à, từ vị trí đây chúng ta lên tới quốc lộ 14A bán kính trong vòng 200m đổ lại thôi nhé quý anh chị. Chỉ 200m là chúng ta ra tới đường Hồng Vương ạ. À. Về tới chợ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, bệnh viện thì bán kính trong vòng khoảng một cây số đổ lại ạ. À. Về tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Sê, công viên, ngân hàng bệnh viện thì bán kính khoảng hai cây số đổ lại nhé quý anh chị hai cây số và đây theo hướng đây thì chúng ta nối dài với đường Ngô Gia Tự đường Trần Khánh Dư ạ à. xin lỗi đường Trần Khánh Dư thì bán kính cách lô đất chúng ta khoảng 50 chục mét là chúng ta nối dài với đường Trần Khánh Dư nhé quý anh chị ở đây thì khu dân cư đất thuộc đất đô thị của huyện Chư Sê nhé quý anh chị và đây hôm nay nhà đất giới thiệu và đăng tải lên cho quý anh chị một nô đất theo mặt đường của Ngô Gia Tự đây là 7 m rưỡi ạ. Chiều sâu đã trừ lộ giới rồi là 51 m Trong đó gia chủ mới chỉ làm được 40 m đất thổ cư thôi nhé quý anh chị. 40 mét đất thổ cư ạ. À. Đất chúng ta bằng với mặt đường có chiều sâu 51 m Và chiều ngang 7 mét rưỡi là đường Ngô Gia Tự nhé quý anh chị nhé. Một nô đất đẹp giá rẻ cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời hoặc chúng ta có thể về đây định cư sinh sống cho con em chúng ta ở đây sinh hoạt và ăn học thuận tiện loanh quanh trường học cấp 1 cấp 2 chỉ bán kính trong vòng khoảng một cây số loanh quanh đổ lại thôi nhé quý anh chị nhé gia chủ đưa ra một cái giá chỉ có 660 triệu bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị gia chủ đang cần bán để giải quyết một số công lợi trong gia đình nhờ nhà đất đăng tải lên với cái giá bán nhé quý anh chị chỉ ra lọc 10 triệu thôi ạ à. Tức là lô đất này bán đúng giá 650 triệu Bao sang tên Một cái giá quá hời và hợp lý cho quý anh chị nhà đầu tư ạ Đây ạ đất của chúng ta đây ạ Quý anh chị thấy đấy ạ Cách lô đất chúng ta chỉ một lô nữa là tới đường Lê Hồng Phong Đã. Tức là lô đất chúng ta ngoảnh đuôi vào cái đuôi nhà của lô đất đường Lê Hồng Phong nhé quý anh chị nhé Có chiều sâu tới 51 mét ạ để nhà đất nhắc lại là năm 7 mét rưỡi mặt đường Ngô gia tự sâu 51, 40 thổ cư với cái giá 650 triệu bao sang tên. Rồi quý anh chị nào quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và chụp biển đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.